Thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực y tế. Cục Quản lý Dược vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dầu gội Medi do công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Xuân Thịnh, địa chỉ số 38/26, Quỳnh Phan Hộ, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trên thị trường, Medi được quảng cáo là sản phẩm 2-in-1 vừa làm sạch gầu, vừa hỗ trợ trị trí. Sản phẩm có giá trên 30.000 đồng một chai 100ml. Tuy nhiên, lô sản phẩm này không đáp ứng yêu cầu chất lượng và giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế thành phố Cần Thơ có trách nhiệm kiểm tra công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Xuân Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.